Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ các bạn một cái Hip Hop Photo Analyzer mới vừa update. Thì đây là cái bản update có thêm một cái tính năng Fake Model và kèm theo Coloration, có nghĩa là chúng ta vừa tăng nét vừa lên màu luôn. Thì cái tính năng này kèm theo các bạn có thể tham khảo trước khi mà các bạn quyết định cài ha. Tại vì cái này nó update chỉ thêm cho chúng ta là một cái tính năng đó, Fake Model kèm Coloration. Và cái thứ hai là chúng ta có thể set khổ, đặc biệt chúng ta có thể set được cái khổ để chúng ta xuất cái file phục hồi ra theo ý mình luôn, có nghĩa là nó thêm chữ custom để chúng ta có thể tự mình set khổ ra. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chọn cái thư mục để mà chúng ta có thể chạy hàng loạt trên cái phần mềm này. Thì nó đã update cho chúng ta những cái tính năng như vậy trong cái bản version 2.1 này. Thì theo mình thấy thì các bạn cũng có thể tải về và trải nghiệm ngay khi mà các bạn muốn update lên cái bản mới có thêm tính năng này. Hoặc là các bạn nếu đang sử dụng bản cũ thì các bạn cũng có thể sử dụng tiếp ha. Rồi, thì cái cách cài thì cũng như là những cái video trước mình đã chia sẻ, rất đơn giản, các bạn cứ cài trực tiếp vào ha. Đây là cái bản mà mình đã đang test cho các bạn xem. Thì cái bản này thì chúng ta sẽ test và thử nghiệm chi tiết trên hai cái file ảnh. Thì trên màn hình các bạn thấy rõ nè, đây là cái tính năng các bạn có thể phục hồi tự động và các bạn có thể set khổ theo ý mình. Thay vì lúc trước phần mềm nó đã chạy tự động nó làm cho cái mà phần mềm nó chạy nặng hơn, còn bây giờ chúng ta set theo cái khổ mà chúng ta đúng yêu cầu thôi. Thí dụ như chúng ta muốn set khổ 20-30 hoặc là 30-45 tùy theo nhu cầu của các bạn, mà các bạn có thể set theo cái khổ mà các bạn mong muốn. Thì cái tính năng mới này thì nói chung thì chỉ thêm thôi, còn cái những cái tính năng khác thuật toán tăng nét, giảm noi, khử nhiễu thì vẫn vẫn nguyên như cũ, không có gì thay đổi. Rồi ok, thì các bạn có thể tải ngay khi mà các bạn xem xong cái video này. Nếu các bạn nào mà muốn update thì có thể tham khảo ha. Ngoài ra thì những cái phần mềm này mình để link cho các bạn tải dưới phần mô tả của video ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn nào thấy hay hữu ích, nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ cho các bạn những cái phần mềm update mới nhất về kỹ thuật chỉnh sửa ảnh hoặc là phần mềm hỗ trợ trên Photoshop hoàn toàn miễn phí ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.